Xin chào tất cả quý vị các bạn đến với channel của Tân Phát, cùng đến với series sử dụng máy in ZT231 mẫu mới nhất của năm 2023. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng độ đậm nhạc mà hay theo tiếng Anh chúng ta gọi là dark net. Đây là một thông số mà có thể hiểu rằng đó là nhiệt, chỉnh nhiệt, nhiệt độ của đầu in, để giúp cho chúng ta in được những cái bản in nó sắc nét nhất. Nhưng mà chúng ta cũng phải phù hợp với cái số thông số của mực, tránh cái trường hợp mà chúng ta tăng lên quá cao sẽ làm tuổi thọ đầu in giảm xuống, cũng như là mực sẽ bị đứt và khiến ta phải lắp đi lắp lại nhiều lần. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tăng giảm cái thông số đắt nét này trực tiếp ở trên con máy in ZT231 mẫu mới này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào menu. Trong menu thì chúng ta sẽ có 5 cái icon. Đầu tiên sẽ là setting. Mục thứ hai sẽ là mục liên quan đến network. Thì để y điều chỉnh được cái độ đậm nhạt cũng như là cái đắt nét của nhiệt độ màu của đầu in, thì chúng ta sẽ sang phần thứ ba, đó là phần print. Thì chúng ta sẽ thấy cái dòng đầu tiên là print quality. Và print quality thì trong này sẽ có gần như tất cả những cái thông số mà chúng ta cần điều chỉnh ở trong này liên quan đến cách hoạt động của máy. Thì cái đầu tiên sẽ là đắt nét, cái thứ hai sẽ là speed, tốc độ in, cái thứ ba sẽ là kiểu in, tức là cái kiểu theo tức là kiểu in mà chúng ta dùng mực hay chúng ta dùng giấy nhiệt. Cái tiếp theo sẽ là tai, tức là cái kiểu giấy của chúng ta. Giấy của chúng ta đang sử dụng là kiểu ghép nốt, tức là nó sẽ chia label ở trên giấy này luôn. Giữa mỗi khoảng giấy nó sẽ có cái khoảng cách như này thì gọi là gap. Còn khi mà chúng ta giấy nó liền một mạch luôn thì chúng ta sẽ nói là sẽ là kiểu giấy continuous. Thì ở đây thì với máy của mình đang lắp sẽ là gap nốt nên là mình sẽ không điều chỉnh nhiều. Thì cái mà chúng ta cần điều chỉnh ở đây đó là điều chỉnh đậm nhạc khi mà chúng ta in. Thì để mà điều chỉnh ấy, chúng ta sẽ có hai thông số, đó là điều chỉnh đắt nét là nhiệt độ đầu in, và thứ hai là điều chỉnh tốc độ in. Hai thông số này sẽ liên quan đến cái bản in của bạn là đậm hay nhạt. Thì ở đây chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tham khảo sang phần đắt nét. Thì chúng ta sẽ chọn vào dòng đầu tiên. Như ở đây thì mặc định nhà sản xuất đắt nét ở đây đang là 18.4, có những con máy nó sẽ là 15, có những con máy sẽ là 10, nhưng mà chúng ta có thể tăng lên tối đa là 30 và min nhất là 0. Thì trong trường hợp 0 thì đầu in không có nhiệt, thì lúc này chúng ta in ra 100% là giấy trắng. Thì làm sao để in ra có mực mà bản thông số tốt nhất, thì chúng ta có thể tăng những giá trị này. Nhưng mà cái thông số mà Tân Phát khuyên các bạn ấy, đó là thông số nhảy từ 18 cho đến 24 là khoảng an toàn, tức là khoảng mà bản in của chúng ta phù hợp nhất với các loại mực trên thị trường. Cùng với đó là đầu in, tuổi thọ của mình cũng được tăng cao bởi vì nhiệt của mực nó không quá cao, sẽ bảo vệ tuổi thọ đầu in nó cao hơn, cũng như là các cái mực sẽ không bị đứt. Đó là lời khuyên của Tân Phát dành cho các bạn. Tiếp theo thì chúng ta có thể hiệu chỉnh phần thứ hai, đó là phần speed, tức là phần tốc độ. Thì cái phần này thì nó liên quan đến cái hiệu suất công việc của các bạn. Đó. Khi chúng ta speed, tốc độ nó càng cao nhất là 12, thì khi mà tốc độ càng cao thì cái bản in của chúng ta, các chi tiết của chúng ta sẽ càng bị mờ, càng bị mất càng nhiều, nhưng bù lại vào đó chúng ta sẽ được cái tốc độ làm việc của máy in rất là nhanh. Chúng ta in 500 label hay 1000 label chỉ trong tầm khoảng 2 phút đến 2 phút rưỡi là xong. Nhưng mà khi đấy thì cái bản in của chúng ta sẽ không được đẹp, và nhu cầu sử dụng, tùy vào nhu cầu sử dụng chúng ta có thể điều hiệu chỉnh các cái thông số speed này nó phù hợp thôi. Và để bản in được đẹp nhất ấy, thì mình khuyên các bạn nên để ở mức 6 hoặc mức 7 là vừa phải, sẽ là vừa phải. Thì bản in của chúng ta vẫn đẹp, hiệu suất của chúng ta vẫn đảm bảo, và tốc độ làm việc của máy cũng không quá cao, sẽ bảo vệ được máy sử dụng hoạt động trong thời gian dài hơn. Đó là hai cái thông số mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều nhất ở máy in khi chúng ta hiệu chỉnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Tân Phát.